Trà Vinh vừa khởi công xây dựng sân vận động mới giai đoạn 2 với tổng kinh phí đầu tư 110 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 99 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách tỉnh đối ứng. Đây là sân vận động lớn nhất từ trước đến nay ở Trà Vinh với tổng diện tích trên 47.000 m2 với quy mô 5.000 chỗ ngồi gồm các hạng mục nhà thi đấu, nhà trạm kỹ thuật, nhà bảo vệ, phòng bán vé và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, sân trường, sân bóng đá, đường chạy cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng khác phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh. Ban quản lý công trình cho biết, thời gian xây dựng sân vận động mới giai đoạn 2 được thực hiện từ nay đến cuối năm 2024 và khi hoàn thành đưa vào sử dụng, sân vận động tỉnh sẽ đáp ứng được phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Trà Vinh, nhất là các phong trào hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Qua đó, sân vận động khi đưa vào hoạt động cũng sẽ cung cấp các dịch vụ thể thao chất lượng cao, nâng cao trình độ cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên và giúp cho tỉnh có đủ điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện thể dục thể thao thành tích cao cấp khu vực và quốc gia.